Rồi đến hàng lại lên, giới thiệu với anh em tác phẩm Sâm Trái Đổ mà ép chậu. Bây giờ hôm nay hiện ra đây là quay cho quý anh em xem cho vui. Hiện nay là mùa mưa, mình đang để thả rong như thế này. Rảnh rồi mai mình bấm tiếp tục anh ta mà. Cái bộ đế cốt nó anh thấy chưa? Dáng này dáng huyền nha quý anh em, đưa đổ xuống ha. Cành này rất là to hết đây, dáng huyền. Em. Đây là hôm trước là nó bám rễ nó tới đây, mắc bạc chậu. Hôm nay mình nâng đế lên mình rửa tiếp tục ra. Thì nó lòi đế lên cho anh em nhìn thấy nó rất là đẹp nha. Trời như hàng công nghiệp luôn. Quý anh em thấy đế thấy đầu hết chứ bình thường là nó tới đây thôi nha quý anh em, tới đây nó dừng nè. Đó, giờ mà rửa ra móc từ trong chậu ra mà nó trầy ra tóc dãy này quý anh em, nhổ ra kéo ra rửa lên nâng lên chơi như kiểu hàng công nghiệp mai kiếm thủy rồi đó. Đấy. Đó cái đây là nếu tính từ form này xuống là phải 2 mét mấy á, còn nếu tính từ tình đỉnh xuống đây không 1 mét rưỡi. Nói chung cây này là bộ tính tổng hoàn dài là khoảng 2 mét, dáng hiền quý anh em. Nè, ta làm chi rất bài bản nha. Hàng lớn nha quý anh em, đó, hàng lớn là eo u nè, hàng to, hàng to lắm nha quý anh em, hàng lớn, hàng phồn mà nó ghê gốm lắm quý anh em, đây, thấy chưa, hồn tàn nó dữ dằn lắm, do là đang nuôi á, đang thẻ nó nhìn anh em chưa thấy nó sắp mí vào, hàng trái to không nha, đó, bây giờ mình bấm chặt lại, chặt nuôi xương lại anh em ha, đó, cái bộ này coi nè ha. Thần cốt nó nè, uống lẻ tự nhiên nha. Ẻo lẻ tự nhiên hết nha quý anh em, không có đùa mà uống quắn quéo như con rồng rắn à. Cái này là mình uống quắn quéo theo cái của mình nè. Con người uống là anh em biết liền ha. Con người uống nó quắn nó quéo nè, lượn xuống đây ha. Còn tự nhiên của nó anh em nhìn nè. Rất là tự nhiên nha ha. Tự nhiên nó là sao rồi mình giờ mình cắt như vậy, con người mình tạo tác những cái phần trên nhánh chi cành á. Thần cốt là tự nhiên cả. Anh em ha. Đấy, mình chơi để mình phân biệt cái hàng công nghiệp. Đấy, thiếu gì rồi đó, hàng xem tác phẩm xem trái khủng, hàng khủng em quý anh em. Cây này ba người khiêng, hiện tại chưa chuyển chậu nè, định chuyển chậu lớn nha quý anh em, chuyển chậu lớn rồi. Anh em còn nhớ sở hữu tác phẩm alo và số điện thoại Zalo 0932411987 em quý anh em. Hàng khủng, hàng lớn khủng bự, đang trong quá trình hoàn thiện dần dần, nuôi lâu lắm, xem trái nuôi lâu lắm. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha. Chúc quý anh em một buổi chiều thật.